Hello các bác, bên em hôm nay cập nhật thêm một ít vàng số này và một ít micro hàng bãi, dòng micro Bayer 790 nhé. Đấy, mua mic được tặng kèm pin kìa các bạn. Đấy, được bên Trung Quốc có tặng cho ít pin đấy. Đấy, đầu tiên là bên em có một lô Hugo này, đây là Hugo này, thì nó có Hugo V3 nhé, V3 này và Hugo T5 này, đây là V6 này. Đấy, đây là V6 này, V6 này. Về nguyên bản từ Trung Quốc về như thế này. Đấy, các bác thấy nó vẫn khá là đẹp đúng không ạ? Hình thức rất là đẹp, chưa lau chùi vệ sinh, thấy vận chuyển là xước này. Đấy, cái xước như này thì rất là đơn giản một chút thôi. Và vang Theta, dòng vang mà bên em đang bán ra rất là nhiều. Đợt này có về một lô vang Theta màu tím này. Đấy, nung một tím, có cả TNZSA nhé. Đấy, TNZSA, cái đấy là nó cũng vẫn là Theta thôi, nhưng hình như là con đấy nó là chạy phiên bản của Theta K3E. Và đặc biệt hơn là có hai con Theta K3 màu đen, hai bản màu đen G4 Pro, và một con Theta K5, nó ghi là Theta K900. Như theo em được biết ấy, thì đó là con Theta K5. Bên em làm Theta K5, dòng Theta rất là nhiều rồi, chỉ cần nhìn cái khuôn mặt thôi để em đoán được đó là sản phẩm nào rồi. Và tiếp theo là một Novang X, đây là X8 này, X8 hai đường mic này. Đấy, dòng X8 hai mic riêng biệt, hai mic riêng biệt đấy. Và một X6 này, X3 này, X6 này. Đấy, lô này khá là đẹp này, các bác thấy không, rất là đẹp. Có một con cong tai này, một con cong, bị một cong cái tai, con này cũng bị cong một tí tai, như cái cong này thì không bị sao, nắn lại cái này được, nhưng con này cong rồi nó méo hẳn không. Cái con đấy thì bản thanh nhí thôi. Ở đây cũng là Hugo, và đây chính là em Hugo V6 này, sản phẩm mang Hugo V6. Đấy, tất cả đều là V6. Đấy, cổng quang đầy đủ nhé. Đây, cổng quang đầy đủ này. Đấy, bụi bẩn rất là nhiều đúng không ạ? Và với cái vàng Hugo V3 này thì nó khác cái V6 một chút, là con này nó không có cổng quang các bạn. Nó không có cổng quang nên là giá nó nhẹ hơn rất là nhiều. Các bác mà chơi mua một cho mình một cái bộ cổng quang rời ở ngoài ấy, mà chơi sản phẩm này rất là hợp lý. Giá thành rất hợp lý. Phần mềm thì nó vẫn ăn chung phần mềm của vàng X5 rồi. Vẫn chung phần mềm vàng V6, Hugo V6. Nó chỉ khác một cái là không có cổng quang thôi. Nếu mà các bác mà chơi cái vang này thì nó sẽ rẻ tiền rất là nhiều. Chất âm thì vẫn như vậy thôi. Chất âm vẫn như V6 thôi. Đấy, kể cả Hugo T5 này. T5 thì bên em đã về đợt trước về một ít, và hôm nay cũng có mấy con lẫn trong lô Hugo V6 này. Đấy, các bác thích Hugo T5 ấy. Chạy hai mic riêng biệt, hai effect riêng biệt luôn. Echo gì vật đều riêng biệt luôn. Chỉnh rất là nhiều cái thứ đặc biệt. Và cái lô micro Bayer 790 này. Đấy, nguyên bãi nhá, nguyên bãi về như này. Này các bác nhìn này, đây này. Côn giống nhau, côn zin giống nhau 100% như này nhá. Đấy. Đây. Chắc là các bác không quay, các bác thợ khác sẽ không quay chi tiết những sản phẩm mới về nó như thế này đâu. Đây là em quay chặt chi tiết này. Đấy, sản phẩm này mới về mà. Đấy, nãy pin các bác thấy không? Nãy pin còn nguyên nhá. Đấy, chân pin bên trong nó còn sáng ấy, không phải là nó han đâu. Đấy, chân pin nó rất là sáng này. Chỉ cần lau đi là nó đã sạch rồi. Đấy. Còn cái hình thức thì là cái này, những dòng sản phẩm này thì sau phải nên hết nên vỏ mới các bạn. Đa phần đến 98% là mic bãi trên thị trường là đã được lên tay mới, đã được lên tay mới hết rồi. Đây, các bạn nhìn này, nãy còn này, còn nguyên này, tất cả còn nguyên hết luôn. Chứng tỏ cái nồi rất là mới, cực kỳ là mới luôn, thì nó mới nãy pin nó mới còn đủ như hết như này. Đấy, đây là đầu thu của em nó đây. Đấy, KBS. Dòng này là dòng 790. Đấy, cái này mà tháo ra ruột ra thì rất là đẹp. Em thử lấy một cái máy em bắn tháo ra xem nó như thế nào. Đấy, các bác chờ một chút nữa em tháo ruột cái sản phẩm micro bãi này để các bác cùng xem cái nội thất bên trong của sản phẩm này. Đấy, các bác thấy không? Pin đợt này nó mới này, pin về nó còn rất là mới này, pin này.
mà nó còn để cả pin ở trong này. Pin này là pin pin sạc mà, pin sạc của bên Trung Quốc, pin thương hiệu 2008 này. Pin nó còn đẹp như thế này, chứng tỏ là cái lô này khá là mới luôn. Đấy, côn mic thì đấy, các bác nhìn nó có giống nhau toàn bộ như này. Đấy, toàn bộ giống nhau, cùng một loại côn, côn lụa. Dòng mic này thì tiếng nó khá hay, úi dồi các bạn. Mic này thì quá chất rồi. Đây là đếp bên trong này, 2016. Đấy, đếp 2016. Nhưng con này em khẳng định với các bác là nó xuất xưởng nó phải tầm độ 2019. Đấy. Vì là cái tai mic này nó nãy nó còn nguyên như thế này, chắc chắn là nó rất là đẹp, vì mạch sạch tinh, đẹp, nóng lành như thế này. Đấy, đây là vì bay chuẩn xịn nhé các bác nhé. Đấy, tại vì là cái nô này thì không nhìn thấy cái tem tem xuất xưởng, tem xuất xưởng không nhìn thấy luôn, nên là không biết chính xác là nó đến năm bao nhiêu. Quá là đẹp. Rồi sau em sẽ nên khi em đã nên dọn vệ sinh hết rồi thì em sẽ nên video test và giới thiệu sản phẩm cho các bác sau nhé. Còn đây là những sản phẩm mới về thì em cũng giới thiệu qua một chút cho các bác tham khảo đến kênh của em. Các bác có nhu cầu sắm vang số rồi micro thì đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm bên em sẽ về sau nhé. Rồi em xin kết thúc video.